Sỏi thận san hô điều trị bằng thuốc nam và cái kết. Hãy cùng phân tích để hiểu hơn các bạn nhé. Hôm nay thì bác sĩ lại tiếp tục phân tích với các bạn về một cái trường hợp ca bệnh sỏi thận rất là phức tạp. Và cũng qua đây cũng để khuyến cáo với các bạn là khi mà mình bị sỏi thận, sỏi tiết niệu ấy, thì mình nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để có cái lời khuyên nó tốt nhất cho mình. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân có sỏi hai bên rất là nhiều. Bệnh nhân này thì vào viện trong bệnh cảnh bị ứ mủ thận. Đấy, được xử lý cấp cứu dẫn lưu thận ra ngoài. Đó, xong đó trong lúc chờ tán sỏi qua da ấy, thì quá trình làm bi lăn mổ thì bệnh nhân lại có cái tình trạng bệnh lý tim mạch rất là nặng, hẹp ba thân động mạch vành nặng. Vì vậy mà chúng tôi phải can thiệp cái tim mạch trước, bệnh nhân đặt stent mạch vành. Đặt stent xong thì chúng tôi xử lý tạm thời đặt JJ hai bên, đây, ống thông JJ. Đấy, đặt JJ sau 3 tháng thì bệnh nhân quay lại. Và đây là cái phim chụp lại để xử lý can thiệp cái thận. Đó thì cái điều đang nói ở đây đó là bệnh nhân này thì họ phát hiện sỏi từ rất là lâu. Đây các bạn nhìn thấy cái phim chụp phát hiện sỏi rất là lâu. Cái thận cả hai bên, một bên phải thì teo nhỏ, bên trái thì giãn, sỏi rất là nhiều. Bệnh nhân thì cố gắng là điều trị bằng thuốc nam trong thời gian khá là dài. Và với những cái trường sỏi như thế này, các bạn có thể thấy là sỏi rất là phức tạp như thế này. Hình ảnh sỏi các bạn nhìn thấy rất là nhiều đúc kín trong thận. Với cái sỏi như thế này thì bác sĩ khẳng định là không có loại thuốc nào có thể can thiệp có thể sạch sỏi được đâu. Vì vậy mà cần phải can thiệp xử lý sớm, tránh để nó hỏng thận. Và bệnh nhân này thì chúng tôi tiến hành xử trí cấp cứu, sau đó điều trị bệnh lý tim mạch tạm ổn thì tiến hành tán sỏi qua da bằng đường hầm nhỏ. Đó, thì lựa chọn cái đường hầm vào tối ưu có thể xử lý sạch sẽ sỏi mổ, các bạn thấy là sạch sẽ sỏi cả hai bên. Đó. Và với những trường sỏi phức tạp như vậy thì bác sĩ khuyên các bạn là nên điều trị xử lý sớm, tránh là dùng thuốc nam, tiền mất tật mang, có thể gây những cái biến chứng nguy hiểm. Vâng, xin cảm ơn.